Em đang làm gì Tiên? Rửa siêu sạch, rửa máy. À, siêu sạch chứ sao. Nhìn giống như tắm heo vậy. Máy này dơ. Ngày về lên thay nhớt này kia, thay lọc nhớt cho khách luôn nha. Này đi lọc nhớt zin nè. À, đây là cái xe Kawa mà bị xé sườn hôm bữa đó. À, 24 đó, thì mình làm lại sẵn, mình mở ra nè, mình rửa máy rồi cho nó sạch luôn nha anh em. À, máy này lóc giữa còn zin chưa trẻ. Dàn đầu thì giống như mở rồi quá anh em ơi. Dàn đầu này rớt rồi, nói chung cũng chả sao, xe chạy ngon là được. Mình cho anh em coi cái sườn mà bên mình làm nha. Còn giờ mấy đứa nó đang là rồi vệ sinh máy nó sạch sẽ lên, tại làm lần cho nó mới luôn, giống như là siêu sạch luôn ha. Đó. Làm lần mà qua 24 tới giờ là tới bao nhiêu rồi? À, 9 năm rồi. 9 năm rồi mà nó chưa được tắm gội sạch sẽ. Bữa nay mình tắm gội sạch sẽ cho nó luôn. Đó, rồi lên thay nhớt nhau, kiểm tra từ trong ra ngoài luôn. Đây mình cho anh em coi cái sườn mà bên mình làm sau khi hàn xong rồi sơn lại. Nhắc nhìn kỹ thì mới thấy. Nhưng vấn đề là bao chắc nha anh em. À. Cái này thì không thể nào đẹp được rồi. Tại vì cái lỗ nó quá lớn ha. Chỉ có là làm lại chuẩn ở cái chén gỗ rồi thôi ha. Đó. Chỉ có hai cái vết này bữa bị nứt à. Tại vết này chỗ này nó không có đúng, nó không có hàn cho nên mình hàn lên nhìn nó không có được thẩm mỹ. Nhưng mà nó nằm bên dưới, cái này chỉ có chắc thôi. Còn cái thẩm mỹ là nó nằm ở đây. Nó nằm ở trên đó anh em. Tùy theo chỗ, thẩm mỹ thì cần thẩm mỹ. Đó. Đây là chỗ làm thẩm mỹ. Nó này nó bị xé qua này một đường. Nên phải chịu nha. Đây như vậy, xé bên này đường. Đó. Mọi thứ như mới. Cam đoan là sẽ ổn định. À. Cam đoan với anh em là sẽ ổn định. Còn cái về cái ấy thẩm mỹ thì mình cố gắng hết sức rồi. Nó hơi bị lệch ra ngoài không ngay cái vết hàn á, cho nên mình không có dùng cái vết hàn bồi được, mình phải chỉ theo nó. Đó. Và cái sườn này nó chưa có bị toạc ra thì nó chưa bị lệch đi cái vị trí ốc nên nó cũng đỡ cái chỗ đó. Kiềng nó lại tí xíu là hàn nó được rồi ha. Ừ, chỉ làm đó thôi. Xe này kêu cái lắp cam. Bữa ông có để lại số điện thoại không ta? Cho nó đẩy ra ngoài luôn cho nó chống xong rồi để giao xe luôn. Cốp xe không biết cốp xe ở đâu luôn à? Giờ này thi. Chưa có cốp kìa. Vì lúc 500. Vết ngàn thay máy đổi sườn hả? Dạ. Vết ngàn thay máy đổi sườn luôn đúng không? Ai đây? À. Người mới của Tiến hả? Anh không biết luôn. Bên đây con nhỏ nào là không biết. Nào nó ghi mà nó ghi không ghi xe nào hết, không biết xe nào luôn. Phải ghi xe nào chứ. Rồi tới Kawa. À con Kawa. Ủa Kawa nè. Kawa nào?
Chào bạn ơi, con à đây vậy là còn lắm này nữa nè. Còn lắp cam á. Rồi. Mai mốt đi về đúp 800 rồi nha đại ca. Đúp leo 800. Ừ. Ghê vậy chết tôi. Thằng bít lại mấy cái lỗ quá hết nè, còn hai cái lỗ này chưa bít nè. Bít lại hết. Buổi sáng mình là như vậy thôi ha. Anh em cứ cần cái gì thì cứ alo ha. À. R6 cao qua. Rồi, cảm ơn mọi người nghe.